Hay trong cái công đoạn in này thì có cần chú ý điều gì không? Quỷ cấn. Dạ. Cấn đặt vậy cho cẩn thận thôi, hụt vậy. Con nào mà đuôi cũng mặc là bỏ. Con cần nhất là cái mặc thôi. Hai cái đinh kia là để cứ à? Chạy cứ thôi nhá. Chặn thôi. Cái này không cần cứ. Nhưng mà à, một chỉ bản. Chặn thôi chứ. Chặn, chặn cái lâm dấu để cho cọc đầu á. Anh kiểm tra như thế là anh kiểm tra xem đã thấm đủ mực chưa hả? Cái cục sắt ở phía trên thì mình gọi là cái gì? Đăng cái tờ giấy khỏi đây. Đăng tờ giấy và cổ truyền thì dùng cái gì để miết để cho nó ăn vào? Không dùng sơ miết rồi. Sơ miết. Vỏ dừa. À, vỏ dừa. Vỏ dừa và sườn nước. Chứ sao bây giờ mình không dùng? Mình dùng thứ đó là hàng máu mòn ván. Hồi nay là hồ... À, máu mòn ván à? Ừ, phát hiện ra cái phần sốt này này. Mà in cửa này thôi. Lâu hả không mòn ván. Nhưng đã thấy ván nào bị mòn đâu.